Chào các bạn nha các bạn. Hôm nay làm đổi món món xào với món chiên nha các bạn. Cánh gà thì mình chiên nước mắm, thịt trâu thì mình xào với đậu que các bạn. Đó, mình làm xong rồi mời cô bác anh chị ăn cùng hai anh em mình nha các bạn. Đây. Hôm nay mình làm cánh gà chiên nước mắm nha các bạn. Với đậu que xào với thịt trâu. Đó. Hôm nay hai anh em mình chạy ra bên gần dưới chỗ mà Nga với Ukraine đánh nhau các bạn. Bên kia bắn rụng cánh gà. Qua bánh làm như vậy. Làm cánh gà chiên nước mắm nha các bạn. Đó, thằng đó đó. Hai anh em mình chạy ra bên lụm cánh gà và chiên nước mắm nha các bạn. Đó. Bạn thấy đã không các bạn? Cánh gà đây, thịt trâu đây. Thịt trâu á là mình sẽ xào với đậu que nha các bạn. Và bắt đầu mình sẽ tiến hành xắt thịt trâu. Rồi. Bắt đầu mình sẽ tiến hành mình xắt thịt trâu nha các bạn. Đây cái thịt trâu nó có cái sớ thịt của nó các bạn. Mà phải cắt cho nó đúng nha các bạn. Trâu ngon các bạn. Đó, các bạn phải có cái dao. Kia dao bự. Rất ngon nha các bạn. Đó. Và chắc cái miếng thịt trâu rất là ngon không các bạn. Đó. Kéo miếng thịt trâu ra nha các bạn. Đó, và chắc miếng thịt trâu các bạn ngon. Đừng có sắc mỏng quá. Mỏng như mấy thằng mấy người mà chạy sắt á, mỏng quá, thấy miếng thịt trâu thôi chứ ăn nó không ngon các bạn, cho nên các bạn phải tự sắt nha, mua thịt trâu về mình tự sắt ăn nó ngon các bạn. Ngon. Chịu khó chút các bạn. Ta nó muốn ăn phải lăn vô bếp là như vậy, mình phải chịu khó một chút ăn nó mới ngon nha các bạn. Đó. Mình sẽ xắt thịt trâu rồi mình tiến hành mình bắt chảo lên mình chiên thịt gà các bạn. Cánh gà chiên nước mắm nha các bạn, thịt sâu xào định đậu que các bạn. Đó. Sao của cái dao đổ cái dao khác rồi các bạn. Rồi. Xong. Mình sẽ tiến hành mình chiên cánh gà trước nha các bạn. Đây, ta cái dĩa bắt cái đây. Còn cái chảo bên đây này là bắt lên làm thịt trâu luôn nha các bạn. Đây. À, các bạn cho dầu vô để mình chiên cánh gà nha. Hôm nay cho dầu vô đi xào thịt trâu nha. Tại vì nó nhỏ thôi cho mình không cần phải xào cái chảo bự các bạn. Cái chảo bự để mình lấy ra xong đó là mình chảo đậu que cái mình đổ thịt trâu vô mình xào sơ cái nữa là xong. Rồi. Sau đó là cho tỏi vô thôi các bạn.
tao thơm. Đây các bạn. Rồi giờ cái này qua. Xong, chiên mấy cục gà bự bự to to này trước các bạn. Rồi, bắt đầu tỏi thơm rồi các bạn. Cho mình đậu vô nha các bạn. Các bạn phải làm nhanh lại lên. Rồi, đang thịt trâu thì mình không có thêm nước mắm nha các bạn. Cho một ít bột ngọt vô. Đây, gà nước tương nha các bạn. Dạ, một ít chè ngon vô nữa. Xong. Cái này là chục đó mình chỉ cần chảo cái này. Chảo cái này là cho nó tái miếng thịt hết là được đây các bạn. Mình không cần phải là làm nó chín nó không giữ chặt đâu, chỉ cần tái nó thành là được. Rồi xong là một hồi nữa là mình xào lẩu đó, mình đổ vô một lần nữa là nó chín luôn nha các bạn. Xong. Đây các bạn, đó, cánh gà mình chuẩn bị với nước mắm. Đây là miếng thịt bò coi như mình là ở thịt trâu mình làm xong nha các bạn. Tắt bếp. Chút nữa là mình sẽ đảo nó, mình sẽ xào đậu mà mình sẽ đảo nó nha, vô nha các bạn. Để vô mình đảo thêm mấy phát nữa là nó chín đều hết. Chứ mà nó chín quá là nó dây nhách, không ngon các bạn. Xong. À, bên đây là cánh gà của mình các bạn. Mình sẽ chia thành chiên hai lần nha các bạn. Còn như thịt kho mình sẽ có một con mình sẽ bỏ vô trong cái trong nổ á, cho nên mình lấy cái dĩa mình bỏ vô luôn các bạn. Ôi cần phải để cái hộp mất công. À, cái hộp xong rồi các bạn lấy cái giấy quấn mặt này các bạn quấn lại xong nghe các bạn à, y chang trong siêu thị luôn các bạn thấy không, có gì đâu à, rồi anh em để trong tủ lạnh. Rồi đây các bạn, cánh gà mình đã chiên xong rồi nghe các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nước mắm nha các bạn. Cánh gà chiên nước mắm thì phải có nước mắm nha các bạn. Đây, mình sẽ tiến hành làm thôi. Mình sẽ làm thịt tỏi cho nó thơm lên trước các bạn. Đây, giờ mình trước nhất là mình cũng sắc hành để trước các bạn ơi. Mình làm cho thử nó dạng lên nghe các bạn.
rồi, bắt đầu mình làm mình phải canh cái lửa nha các bạn, cho cái tỏi này nó vàng hết nha, nó mới ngon nha các bạn. Mà cái tỏi nó không vàng là nó không ngon nha. Đó, vàng rồi các bạn cho lửa nhỏ nhỏ lại chút xíu. Mình đem nước mắm lại sẵn luôn các bạn. Đó, đang nó vàng rồi. Mình cho nước mắm vô các bạn. Đó. Cho lượng nước mắm vô đây một cũng vừa đủ thôi nha các bạn. Cho đường vô các bạn. Mà cho bột ngọt vô nha các bạn. Thơm quá. Rồi cho lửa vừa lên các bạn. Rồi các bạn làm cho nó sạch lại nha. Và các bạn phải canh như thế nào mình phải thêm cho nó vừa ăn nha các bạn. Lấy chút nha các bạn. Ok. Còn nước mắm cho nó đẹp đẹp các bạn. Cho thêm miếng càng ngon cho nó các bạn. Cho nó mặn mặn một chút. Đó. Xong rồi. Các bạn quậy cho đều vô. À, mình phải canh ok nha các bạn. Đúng thôi là nó thì khác là dưới sông. Rồi đầu tiên mình cho miếng hành vô luôn các bạn. Rồi, sẽ cho cánh gà vô đây các bạn. Đó. Mình sẽ làm đều ra các bạn. Quá thơm, quá thơm. Thơm mít. Đây các bạn ơi, món cánh gà chiên nước mắm của mình đây các bạn. Đó, các bạn thấy tuyệt vời không? Đó, món cánh gà chiên nước mắm của mình nha các bạn. Rồi mình cho ra dĩa các bạn ơi. Đây. Các bạn đợi mình chút xíu, mình sẽ cho ra dĩa nha các bạn. Cái này thì nó cũng không có
bị ảnh hưởng bởi cái chảo các bạn. Cho nên mình cho dầu vô ngay các bạn. Mình cho dầu vô là mình chiên cái đậu luôn nha các bạn ơi. Đây các bạn. Đây. Các bạn thấy tuyệt vời không? Rồi mình để đi qua đây đi các bạn. Bắt đầu mình cho đậu vô mình chiên nha các bạn. Bỏ đậu vô mình xào nha. Mình đổ vô các bạn. Rồi, cho nhau. Đắp nó lên. Đây, dĩa đậu của mình nè các bạn. Ồ, quả đã. Rồi, bắt đầu để cho cái này nó vàng ra. Bắt đầu mình cho đậu vô nha các bạn. Rồi, đậu bắt đầu vàng lên rồi các bạn. Mình sẽ cho đậu vô nha các bạn. Cho đậu vô mình xào nha các bạn. Rồi mình sẽ nêm luôn các bạn. Này, cho một ít bột ngọt các bạn. Và cho một ít bột nêm các bạn. Xong rồi, xào luôn các bạn. Nó vừa xanh lên cái gì các bạn tắt tiếp được rồi các bạn. Xong rồi á, mình đợi chút xíu nữa mấy anh em về rồi xong cái mình đem này để qua đây hâm nóng lên nữa là xong, đem ra ăn thôi nha các bạn. Tìm cái cỡ tìm cái cho vui cái. Chào ăn mặn mặn cơm mai. Đây, hôm nay mình sẽ ăn cơm với cánh gà chiên mắm nha các bạn. Đó. Đậu xào thịt trâu quá đã luôn. Ú, này ngon vừa ăn luôn mình. Ủa chấm gì luôn cưng. Thôi phê sữa đá trà chanh gì hả? Trà chanh hả? Rồi ổn đi, còn chút xíu nhiệt bấy là xong, quay cho ăn đi. Đó, quá đã. Vừa ăn mình ha. Vậy. Mình làm cực khổ cho anh việc làm món ăn cho mình ăn ha. Bữa cơm cho mình ngon lành nha. Quá đã luôn. Okay.
chết quên. Còn đúng giáp 3/10 nữa mà. Bữa nay nó làm mới làm xong. Sáu á, nó xuống ảnh chính nó đánh cái vợ đó, chịu lộn. Mà sao này chủ đâu đang báo được.
Ngon quá mày. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn.